Ok và hello cho các bạn, mình là Kha đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay trở lại với tựa game là Pet Simulator ha. Cái tựa game này vừa cập nhật phiên bản update 8 của nó. Và đương nhiên phiên bản này cũng là về Halloween thôi các bạn. Bởi vì cái tháng 10 là tháng của Halloween ha, cho nên những cái tựa game Prolog đều cập nhật cái phiên bản của nó liên quan tới Halloween. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi xem là phiên bản update 8 của tựa game này có gì ha. Đây chúng ta có một cái update log nè. Thì các bạn hãy coi cái full chain log ở đây ha, bấm vô cái dev forum này ha. Thì nó sẽ có một cái thông tin ở đây. Thì cái này nó sẽ đầy đủ hơn ha. Chúng ta sẽ có một cái đồng tiền có giới hạn thời gian nha, gọi là Halucoin, tức là đồng tiền liên quan tới Halloween các bạn. Và cái đồng tiền này các bạn có khi nào ha, các bạn sẽ được có ngẫu nhiên ha. Randomly là ngẫu nhiên khi các bạn đi khai thác những đồng tiền hoặc những cái rương ở trong game. Đó, ngẫu nhiên nha các bạn, tức là số lượng nó sẽ thay đổi chứ không phải là các bạn khai thác cái rương này, khai thác đồng tiền này thì các bạn sẽ được bao nhiêu cái Halucoin ha. Nó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Rồi chúng ta có hai cái trứng mới nè, Limited Time Seasonal Ads nè, lát chúng ta sẽ vào game ra trải nghiệm. Với hai cái trứng đặc biệt mùa Halloween này nó sẽ có 10 con pet mới các bạn, 10 Limited Time Pet ha, 8 con Golden Pet. Wow, bởi vì nó tới 10 con pet mới mùa Halloween nhưng mà nó chỉ có 8 con hóa vàng thôi. Do đó mình nghĩ là sẽ có hai con không hóa vàng được ha. Còn dưới đây là một số cái thay đổi của từ game này ha, tức là những cái nón là những con pet á thì cái ô mà hiển thị nó biến thành hình tròn các bạn. Đó, nó biến thành hình tròn ha, rounder hình tròn nè. Và nhà phát hành game nói là hãy để cho tôi biết cái suy nghĩ của bạn về cái vấn đề này, tức là không biết nó có đẹp hay không á. Và có một cái hiệu ứng mới cho con pet nè, tức là những cái con pet rainbow nó sẽ có một cái hiệu ứng gì đó bla 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 ha. Cái update tiếp theo á là sẽ chỉnh sửa lại một số thứ, tức là hiển thị về cái thanh đơn vị tiền tệ cho nó nhỏ hơn một chút xíu, đỡ chiếm diện tích của tựa game hơn ha. Cũng như là nó sẽ thêm vào những cái tấm bảng để chúng ta có thể mua Mooncoin cũng như là Halucoin. Ô, như vậy là Halucoin mình vẫn có thể mua nha. Ok, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào game rồi các bạn ơi. Ok, và mình vào game đây và cái đập vào mắt mình đầu tiên là cái khung cảnh của tựa game này ha. Không còn là màu xanh nữa, không còn bầu trời màu xanh nữa các bạn ơi. Nó biến thành một cái bầu trời màu cam rồi, cái màu đặc trưng của Halloween ha. Rồi ok. À, phía sau lưng mình là những cái ba lô liên quan tới cái sự kiện Halloween 2018 ha. Các bạn đã làm hết chưa? Ở đằng đây chúng ta có một cái limited time nè và hai cái trứng mới sẽ nằm ở khu vực này ha. Ở đây là một cái đơn vị tiền tệ mới là Halucoin, các bạn thấy mình đang có 875 tiền, à 72 tiền đúng không? Thì trước khi vào game quay là mình đã có vào game mình test trước rồi. Ở đây mình có một cái là buy Halucoin nè, để mình coi nhiêu tiền ha. 60 Halucoin là 20 Robux. 375 Halucoin là 85 Robux. 1400. Hiện tại là như là 275 Robux các bạn. Tại hiện tại mình còn đúng là 85 Robux ha. 12900 Halucoin ha, mình sẽ tốn khoảng 1250 cỡ đó các bạn. Khoảng 1250 Robux ha để mua được 12900 tiền Halucoin đó. Limited time, tức là nó chỉ xuất hiện trong mùa Halloween này thôi. Cái gì vậy? Ren give me pet gì bullshit vậy? Nope. Ok. Thì như tôi để các bạn thấy ha, trong video này mình sẽ chỉ các bạn cái cách nhanh nhất mà chúng ta kiếm được Halucoin. Bởi vì như mình nói là cập nhật phiên bản này là chúng ta sẽ random Halucoin nha. Tức là chúng ta sẽ đi khai thác những cái đồng tiền, những cái rương nè. Bây giờ mình sẽ đi lên cái khu vực trên đây cho bạn coi. Rồi pet của mình thì không có xịn nữa bạn, cũng cùi cùi ha. So với những cái bạn mà bút hack đồ các kiểu á, hack co các kiểu, mấy con mà co sóc thì mình không bằng đâu, thường thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho bạn coi nha. Hiện tại mình đang có 872 tiền. Mình sẽ cho nó khai thác cái rương bự nhất ở dưới mặt đất nha. Rồi cho bạn coi coi nó sẽ kiếm được bao nhiêu. Để chứng tỏ cái sự random các bạn. Randomly, cái sự random mà có thật. Và chúng ta sẽ có 875. Tức là khai thác một cái rương này mình chỉ có 3 cái Halucoin thôi. Mình sẽ tiếp tục với lại những cái đồng tiền này nha. Đây. Này thì khá là nhanh rồi các bạn. 875 đúng không? Không có gì. Đó, tức là nó sẽ random. Có cái không có gì và có cái sẽ có gì. 880 luôn mà, thấy không? Những đồng tiền nhỏ này chúng ta có thể kiếm được 5 Halucoin nếu chúng ta may mắn. 884, 890 nè. Ok. 898, 902 ha, cứ lít lít như thế này. Đó, các bạn thấy mình ví dụ như vậy, các bạn đã nhận ra được cái cách kiếm tiền nhanh nhất chưa? Đúng rồi các bạn, chúng ta sẽ khai thác những cái đồng tiền mà giá trị nó ít thôi. Ok, mình sẽ quay trở về khu đầu ha, starter area nè. Với những người mà có số lượng cái con pet nhiều như mình đó, tức là 8 con á, thì cái việc chúng ta kiếm cái Halucoin thì khá là nhanh. Đây, bởi vì riêng những đồng tiền ở khu vực này ha, thì cái giá trị nó khá là thấp, cho nên chúng ta chỉ cần lít chuột thôi là nó đã mất rồi. 912 đấy các bạn. Ok. 913, 917 ha. Cái sự random của nó từ Halucoin có thể từ 1 Halucoin tới 5 Halucoin. Đó là theo mình thấy ha. Rất là nhanh luôn. Lít mà không kiểm soát luôn các bạn. Tại vì cái sự mà kiếm tiền những con pet nó khai thác khá là nhanh ha. Lít như thế này thôi. Những khu vực mà có những cái đồng tiền nhỏ nhỏ như vậy nè, rất là thuận lợi cho chúng ta luôn.
chỉ việc click vào nó thôi. Chưa đầy 1 giây thì những con bet mình nó đã khai thác được cái đồng tiền rồi. Nếu mà các bạn chán cày tiền rồi á, thì các bạn có thể lên khu vực cho mặt trăng ha. Chúng ta khai thác những cái mooncoin cũng được các bạn. Rồi, về cái phần shop của mình á, thì nó sẽ có một số con bet mới trong mùa Halloween này. Chúng ta có một cái con là Skeleton God. Wow, cái coin collection của nó là 12.000 ha, và cái agility nó là 6.000. Con này là Weasel Sweep, thì con này là có giá trị là 439 Robux ha, 700 tiền và 150 agility. Con này là Soro các bạn, 300 và 120. Thì mấy con bet này chỉ cho đại gia đốt tiền thôi các bạn. Còn game bet thì không có gì mới ha. Ok, như vậy là chúng ta đã biết cách để chúng ta thể kiếm được cái Halo coin nhanh nhất rồi đúng không? Những bạn nào mà có càng nhiều bet và có bet càng mạnh á thì nó sẽ càng thuận lợi ha. Bây giờ mình sẽ lên trên mặt trăng để mình cho bạn coi. Chỉ cần những khu vực mà có những cái đồng tiền các bạn, càng nhỏ càng tốt ha, khai thác càng nhanh càng tốt. Chúng ta không quan trọng tới vấn đề là tiền bạc, cái rương nó bao nhiêu tiền. Chỉ quan trọng là cái vấn đề khai thác nó nhanh hay chậm thôi. Đây các bạn thấy không? Nè, quá trời tiền luôn nè. Đó, vừa được lên Mooncoin và chúng ta vừa được có Halocoin ha. 983, 990. Một con là một đồng tiền nha các bạn, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Mình sẽ khai thác một chút xíu nữa rồi mình sẽ xuống mở cho bạn coi nha. Mình cũng đang rất háo hức ở bên dưới nó sẽ có những con bet gì đang chờ đợi chúng ta trong cái mùa Halloween này ha. Ok thì tạm thời như vậy thôi ha, 1.208 tiền rồi, Halocoin rồi. Rồi, bây giờ mình đang có 107 triệu thì trước khi xuống dưới để mở những cái trứng của mùa Halloween này á, thì mình sẽ mở một số cái trứng theo 16 ha. Bấm vào đây, chúng ta có wow. Bây giờ mới để ý luôn đó các bạn. Thì như mình nói là cái hiển thị đã biến thành cái hình tròn rồi ha. Theo các bạn á, thì cái hiển thị này nó sẽ đẹp hơn hay là nó sẽ xấu hơn cái hiển thị cũ hình vuông ha. Hãy comment bên dưới cho mình biết nào. Và những con rainbow nó đã có hiệu ứng các bạn. Một cái hiệu ứng cầu vòng chạy chạy xẹt xẹt các kiểu nè. Còn nón thì sao? Ồ, bây giờ cái nón cũng biến thành hình tròn rồi. Cái khung viền các bạn. Theo mình thấy thì nó khá là xấu á. Tại theo cá nhân mình thấy á, ngoài cái nón Robot Head là cái nón mạnh nhất, thì các bạn có thể sử dụng cái Black Iron Domino ha. Nó cho chúng ta 30.000 tiền, cực kỳ nhiều luôn. Và cái Great Cloud này cho chúng ta 11.000 tiền, cực kỳ nhiều luôn ha. Mình chỉ quan trọng tiền thôi các bạn. Vì mình có làm một cái video về sự thật về tựa game Pet cho các bạn coi rồi. Ồ, đây là một tấm bảng mới nè. Buy Mooncoin các bạn. Wow, 3.5 tỷ Mooncoin luôn. Cái gì ghê vậy? Cho em tham khảo giá coi. Wow, 26.000 Robux. Quá là hư cấu luôn. Rồi mình sẽ mở một số trứng này ha. Trứng theo 16. Mình đã mua game pass là nhân 3 rồi các bạn, 2.400 Robux thì phải. Thì khi mình mua một trứng ha, mình sẽ có 3 con bet. Hiện tại mình đã có là 110 con bet ha, trên 600 slot. Ok, mở nào. Hy vọng mình sẽ kiếm được một con Rainbow Core ha. Không hack các bạn, tự kiếm cũng được. Không có đâu, nói chung tỷ lệ nó khá là hiếm ha. Mình đã mua 2 game pass nhân tỷ lệ may mắn rồi, chắc cũng không ra được đâu. Friendly Cyborg, ghê vậy. Hình như cái con đó không match goal rồi các bạn ơi. Cyborg nữa, really? Computer Rainbow thì toàn là chó mèo mà. Còn mấy con này cũng chưa có Rainbow luôn các bạn. 60 triệu, wow, mở này tốn kém vậy. Friendly Cyborg ha, mình sẽ mở khoảng 2 lần nữa đi. Thì như các bạn thấy thì những cái trứng đó nó sẽ có thời gian quy định nha. Cho nên hết cái mùa Halloween này thì những cái chỗ mà mua trứng nó sẽ biến mất. Con bet thì còn thôi nhưng mà những cái chỗ mua trứng sẽ biến mất ha. Để coi mình có con Rainbow nào không. Không có các bạn ơi. Computer nè, đủ match goal chưa? Ok, được một cái con goal computer các bạn. Thật ra cũng không mạnh lắm đâu. Hai trứng này thì một cái trứng là 85 Halocoin, một cái trứng là 850 Halocoin các bạn. Nó mắc gấp 10 lần luôn, ghê thiệt. Mình sẽ mở thử một trứng này ha. 850 Halocoin, really? Còn gì đây, xịn xịn cái Skeleton à. Để mình coi coi. Ôi cái mặt kỳ quá bạn. What the hell? Really? 150 và 100 tiền rồi, có nhầm vậy? Rồi, ăn mài luôn. Có 150 với 100 à. Gì kỳ á? Có sai không vậy? Bây giờ mình còn có 361 Halocoin thôi. Mở những cái trứng 85 Halocoin ha. Ok, Ghost Dairy. Oh, như một cái củ cải vậy. Nó sẽ cho mình cái gì đây? Are you kidding me? Cái con này 85, con này 85 Halocoin mà nó 600 với 500. Con kia 850 mà nó chỉ có 150 với 100 thôi. Có gì đó sẽ sai các bạn ơi. Kỳ hen. Hư cấu vậy. Spider.
một con nhện. Yay. Mà tiếp coi. Zombie dog à. Ôi có một hộp sao luôn. Buồn luôn. Còn gì đây? Zombie cat. What the. Để coi, để coi. 25 với 10. Oh my god. Con nhện 5 với 70. Holy moly. Cái gì mà đắng lòng vậy trời. Nó chỉ được cái là limited time thôi các bạn. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ có một con bé hoặc hai con bé mà chỉ số cực kỳ xịn ha. Mình không tin là những con bé nó cùi như vậy luôn á. Các bạn biết cái câu cứa miệng trong mùa Halloween là gì không? Cho kẹo hay bị ghẹo. Và mình nghĩ mình đang bị ghẹo trong mùa Halloween này các bạn. Thật là xui mà. Cày cuốc cũng tốn thời gian lắm mới kiếm được những cái Halo coin mà nó cho mình những con bé rất là cùi luôn. Ôi thanh niên này có những con bé gì xịn vậy? Xì khói à, con rồng các bạn ơi. Thì đó là phiên bản update 8 của tựa game là Pet Simulator ha, về mùa Halloween này. Hy vọng bạn thích video này, đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.